Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Long Fitness. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 5 phút tập giảm mỡ với những bài tập đơn giản và dễ nhất thế giới dành cho bạn tập tại nhà, không cần tạ, không cần dụng cụ. Rồi, đến với bài đầu tiên, các bạn sẽ nhảy jumping jack khép mở tay như thế này. Lưu ý nhớ mang giày đáp bật nhẹ nhàng bằng mũi chân. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 2, hãy đứng mở rộng chân. Tay để ở phía trước, các bạn sẽ squat xuống, đưa mông ra phía sau, lưu ý mở rộng chân nha. Xuống hít vào, lên thở ra, chuẩn bị, bao tập. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 3, các bạn sẽ đứng kéo đầu gối lên, kéo khuỷu tay chạm đầu gối. Bài tập này tác động vào bụng của các bạn rất là tốt. Hít thở đều trong lúc tập, bắt đầu. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 4, hãy đáp bật vừa xoay mũi chân của bạn kết hợp với xoay eo phần thân trên, hít thở đều trong lúc tập. Chuẩn bị, bắt đầu. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 5, các bạn sẽ chạy tăng tốc lên, đáp bật nhẹ nhàng bằng mũi chân, đánh cao gối, đánh tay luân phiên, kéo đầu gối cao lên, hít thở đều trong lúc tập, bắt đầu. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 6, hãy đứng mở rộng chân xuống, tay chạm sàn, vươn vai qua hai bên, trái phải, hít thở đều, xuống hít vào, lên thở ra, bắt đầu. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 7, tay chống eo, bước về phía trước. Các bạn hãy lưu ý là bước dài chân và nhớ xuống thấp để đầu gối gần chạm sàn. Xuống hít vào, lên thở ra, bắt đầu. Go, 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, rest time. Bài 8, đứng mở rộng chân, đáp bật khép mở chân trên mũi chân của các bạn, hít thở đều, tay nâng ngang vai, đang xéo tay, hít thở đều trong lúc tập, bắt đầu. Go, 30 seconds.
25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Bài 9. Giãn cơ, hít thở đều, vươn vai trái phải. Tập theo video. Chuẩn bị. Bắt đầu. Go. 30 seconds. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Rest time. Rồi, chúc mừng các bạn nào đang bị thừa cân và béo phì đã cố gắng tập hết theo 6 phút như video vừa rồi. Còn bạn nào chưa đủ sức để tập theo thì các bạn cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rai Long Fitness để có được một cái chương trình được thiết kế dành riêng cho bạn, phù hợp với chỉ số cơ thể của bạn và mục tiêu thay đổi vóc dáng của bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rai Long Fitness.